Hello, xin chào mọi người đã đến với lại kênh youtube chúng Hoa Có Thái Ngô Capital Ok, ngày hôm qua mình vừa chia sẻ với mọi người cái câu chuyện rất là rõ ràng là giờ Ma San đó nhỉ ha, Masan Ma San rất là dễ tạo ra một cái cây bùng nổ nè Đây các anh chị nè Trong phiên dịch ngày hôm qua Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người rồi ha à, Và gần đây là giờ đều là tìm ra những cái điểm mua rất là đẹp và cực kỳ tốt Đúng không? Ma San thì cái vùng giá mà chúng ta giờ đây à, Hôm qua thì nó có cổ phiếu những cái điểm mua chuẩn như là Dabeco nè rồi giờ dạ, Ma San nè cái gì nào, rồi à, gần đây là Hòa Phát rồi cảng biển và ngày hôm nay có một vài cổ phiếu đó lại xuất hiện thêm đi mua tiếp tục Ok, xin chào mọi người đã đến với lại kênh youtube của Thái nha Lần đầu tiên mọi người đừng quên nhớ bấm cho Thái một nút like Ai chưa đăng ký kênh thì bật nút đăng ký Bấm qua chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm video ra Mọi người sẽ nhận thông báo xem được đầu tiên Let's go Thì các anh chị thấy ngoài đây rất là <laughs> Thật sự luôn anh chị ạ Trong bối cảnh hiện tại nha Là chúng ta giờ dạ, cái câu chuyện mà cổ phiếu Masan Câu chuyện mà cổ phiếu Masan là về chúng ta đã mua được vùng giá rất là đẹp ở cái góc độ là giờ 74 x 75 và nhắc với mọi người mua rất là nhanh chóng kịp thời mọi người nha. Và đến thời điểm hiện tại nè là chúng ta đã được hơn giờ 8% lợi nhuận ha, gần gần 7 8% lợi nhuận từ cái vùng giá mà chúng ta giờ enter ngay cái vùng giá này và rõ ràng ngay cái khu vực này là Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người rất là kỹ rồi các anh ạ. Đúng không ạ? Là cái vùng mua và sắp tới đây nha, với một cái form đánh như vậy thì mình nghĩ là giờ nó sẽ rất là dễ công phá qua khỏi cái hộp giá này rồi và nó sẽ vào sống Bởi vì hiện tại nó đã xác định một cái trạng thái là giờ đánh trade đường trendline này nha Có một cái điều là ngày hôm nay nó hở một cái gap này thì mình thấy kỳ vọng như thế này nè à, à, Sắp tới nó sẽ kéo đường ma 10 đi lên, nó như thế này đó Và nó sẽ đánh, cho nên là những anh chị nào thật sự là giờ chưa có cổ phiếu Masan thì mình nghĩ là giờ hãy nên canh mua nha và trong lúc vip giờ mình sẽ kịp thời nhanh chóng và chia sẻ với mọi người rất là rõ và ở những vùng giá đỏ mua rất là đẹp luôn mua rất là khỏe luôn nha ok còn cái câu chuyện mà dòng chứng khoán hiện tại thì các anh chị nhớ mà trong hai ba video gần đây thì mình có chia sẻ rồi ở góc độ là mbs là một cái cổ phiếu tự nhiên nó bị bán rất là rác thì trong nhóm này nha đa phần là giờ mình nhắc với mọi người thôi chốt lại như là cổ phiếu như vds nè rồi bsa các anh chị nè Wow, à, giờ còn MBS là thật ra lúc trước là mình canh ở đâu đó ngay cái vùng này nè mà hiện tại nó đã và đang về nhưng mà nhưng mà mình chia sẻ cho mọi người nha hạn chế không mua mới cổ phiếu này chờ động thái để xem từ cái hành động nó có test ra lại cái vùng đâu đó là 29 hay không và hiện tại nó đang đi về cái cái hành động như vậy là nhiều hơn các chị nha nó đang thiên về cái phản ứng như vậy và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là VCA bị bán tiếp tục rất là rác của câu chuyện cổ phiếu nhóm chứng khoán À, ở thật ra thì lúc này thì quan trọng nhất là mình đã nói với mọi người rồi cái giá mua á ha nếu mà trường hợp nhà đầu tư á, mà đuôi giá, đuổi giá rồi đua rồi phô mô á thì thường mọi người sẽ bị bị rất rất vào cái tình trạng là gì mình nó nói y chang luôn à lên vùng cao ngay người ta hô hào cho giữ cố vô bắt đầu là đuổi bằng mọi giá bây giờ nó đạp lại bắt đầu là những nhà đầu tư đó sẽ cắt lỗ và mình nói thật sự luôn mình nói thôi và thật vì mình không làm môi giới anh chị. Trong cái thị trường này nó không bao giờ có một cái giờ à, cái gì mà cùng thắng hết trơn á. Vì bản chất tâm lý nè, phương pháp giao dịch logic cung cầu nè và sau đó là giờ cái sự chịu đựng của mỗi cá nhân. Đúng không Nhiều anh chị khoe với tháng ngày hôm nay là giờ chúng ta đã lãi được cái 3 Masan mà các anh chị biết không? Cái vùng giá mọi người cho nhắn như mọi người mua chỗ này rất là kỹ luôn. 74x75 mua hoài luôn mà các anh chị thấy không Nó đâu phải nó làm cái ọt nó lên mà trong một khi nó lên nha, tiền ở đâu nó đổ vô cái gì à? âm ạ? ầm 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 mà mình nói với mọi người rồi, tiền trong thị trường này nó không ít và cũng không nhiều. Có những thời điểm bên nhiều không ạ? À? Nó tua tủa ra tua tủa ra như cái vòi con địa Kinh lắm ha. Cho nên là mọi người phải cố gắng kiềm chế được một cảm xúc cá nhân thì mình bây giờ và tuyệt đối là hạn chế đuổi giá. Ok, khi nào nó có những vùng giá tốt, gồm khi nào nó có điểm mua chuẩn vùng mua chuẩn chúng ta phải múc. Ok, bây giờ thật ra ông này đúng không? Đối với những nhà đầu tư mà sắp tới vào trong rút vip thì mình sẽ tiếp tục là tìm thêm những điểm mua này cho mọi người ở cổ phiếu này nữa. Vì bản chất là giờ mình đang thấy cái form này hướng lên. Và khi cái form hướng lên này thật sự thì chúng ta cũng sẽ rất là kỳ vọng nó sẽ đánh cho một cái nhịp mới đó các anh chị ạ. Bèo bèo thì mình nghĩ là giờ cái cái nhịp này mà tích cực nó sẽ về lại đâu đó là 90 đến 100 các anh chị nha. Ok. Đó là câu chuyện của Masan và dĩ nhiên từ đây tới đó nó không phải làm cái ọt các anh chị Nó tùy vào dòng tiền. À, nó sẽ có một cái giai đoạn tích lũy trở lại để nó giờ nó phá công cản cái cái vùng à, giá chỗ này và rõ ràng cái gì không ạ chúng ta có vùng giá tốt và chúng ta biết cách mua cái gì đó, thì rất là ok ha à, thì ngày hôm nay nếu mà trường hợp nó có những cái pha sắp tới nó bung bét test người trở lại thì các anh chị có thể là canh múc được nhá ok đó đối với những nhà đầu tư thì giờ mới vào rút vip sắp tới nha ok rồi tiếp theo nè chia sẻ mọi người nè các anh chị nha à, cổ phiếu ngân hàng đây cổ phiếu ngân hàng MBB rơi đúng mi cái vùng giá mà mình nhắc với mọi người là giờ về lại vùng giá khoảng 24.9 và 25.2 vì mình nhìn cái form đánh này nó giống như câu chuyện của ACB cái nhà đây ACB cái gì nè MBB rất giống như trạng thái của của ACB cái gì nè đây ha sau khi nó vượt qua khỏi nền tảng này và nó tăng lên rồi sau đó thì nó đạp test chỉnh nó lại thì ông MBB cũng giống như vậy rồi ông ACB cũng giống như trang luôn nè các chị thấy nào ICB nha, đây, ACB nè Đó Đúng không ạ Vượt qua vùng giá khoảng 25.4 các anh chị ạ một nhịp rồi sau đó là đang nỗ lực vượt đỉnh Thì đối với những trà nhà đầu tư mà muốn mua cổ phiếu này thì mình thấy như thế này nè Bây giờ các anh chị ạ thì rõ ràng cái hành động giá mọi người mua nó phải giờ đâu đó khi có có một cái nhịp mà rủ xuống trở lại như thế này mọi người mua ok nè hoặc là mbb nè mbb y chang luôn trong một vài phiên gần đây nha canh đúng chuẩn luôn mọi người nha như vậy là bây giờ trong group tiếp của thái nha có cổ phiếu bằng rất là ok và còn hai cổ phiếu nữa mà mình sẽ chia sẻ với mọi người là giờ dạ. sắp tới nó sẽ về lại cái vùng giá mua và mình sẽ chia sẻ với anh chị luôn nha ok mọi người nhớ nha đừng quên bấm cho tới một nút like thả tim video này và ai chưa đăng ký thì bật nút đăng ký nha còn thật sự anh chị nào muốn vào rất vip thì chủ động nhắn tin cái số điện thoại thể để bên dưới màn hình và mình có nhắc rất là kỹ là giờ dạ. mình không làm môi giới và cái thứ hai là giờ dạ. mình sẽ đồng hành với mọi người trong group vip rất là đơn giản thôi 6 tháng là 4 triệu hoặc một năm là 7 triệu nha ok tiếp tục mọi người ạ cái hành động cổ phiếu này chúng ta canh và chuẩn bị này nha cái cơ hội nó sẽ tới nữa nè bây giờ thật ra đối với những nhà đầu tư mà mua trẻ thì rõ ràng là giờ, mọi người chỉ có thể là mua được vùng giá à, gần gần vùng giá đâu đó là à, trên 25 chứ không là giờ nó có những cái pha mà rung đất thì mọi người mua trẻ thì chết ha à, và chỗ này thì mình cũng đánh giá là gì à, khi một cái hành động mà bị bán với vô lâm thấp như thế này thì nó rất là dễ có một cái xu hướng tăng lên tiếp tục và nếu mà như vậy thì cái khi nó vượt qua vùng giá khoảng 25.75 nó có gì ạ thì đây sẽ là một cái vùng mua giá cuối cùng mà có thể gọi là đẹp nhất cổ phiếu này còn không tuyệt đối không đuổi giá để tránh tình trạng giờ cái giá cao cổ phiếu ngân hàng có gì ạ khi mà nó rung đất thì mọi người sẽ rất là dễ bị to rất là dễ cắt lỗ thì như vậy là mọi người phải biết cái cách mua nha ok còn hiện tại mình nhìn cái phong này vẫn là phong tăng hoặc là ICB cũng là một form tăng vượt đỉnh cái gì nè Lộc phát banh đây các anh chị là phát banh một cây vượt đỉnh rồi sau đó bắt đầu phải xây nền. Những nhà đầu tư mà đu đu bây giờ lỡ cho nó xây nền một cái là những nhà đầu tư này giờ sẽ không biết cắt lỗ chỗ nào vì cắt lỗ là dưới này cái gì chị Như vậy là giờ mình không đánh giá cao. Cũng là cây nến này nhưng mà nếu mà trường hợp nhà đầu tư mua được vùng giá khoảng 32.5.6 điểm mua chuẩn á thì mọi người đỡ vì cái điểm cắt lỗ mọi người sẽ thấp. Đó, cái sự logic đó rất là quan trọng các anh chị nhá. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta giờ video này mình sẽ chia sẻ với mọi người những cổ phiếu mọi người có thể là canh mua nhóm ngân hàng vì sống khá là mạnh nhưng mà không phải là nghe ta hô hào với bắt đầu là mấy ông nhảy vô trên này mua nhảy vô lên trên này mua bắt đầu là đi một cụm như thế này nè là cắt lỗ cắt lỗ xong thời gian tới là nó lại bật tăng lên trở lại ha với một cái sự kỳ vọng thì mình giờ mình theo dõi xem tức là nó có những cái nhịp là biến động rung lắc trở lại như thế này hay không nha thì mình sẽ canh mua cổ phiếu này tạm thời thì mình giờ cổ phiếu này mình chưa đạt điểm mua của mình nó đã trượt ra khỏi vùng mua rồi nha anh chị có thể là canh mua ở những cái nhịp mà rung lắc tết lại được m 20 ok thứ hai là cổ phiếu msb cái gì nha à, khả năng cao nó sẽ có một cái nhịp giờ à, rung lắc và những cổ phiếu như thế này nè mọi người hãy mua nó ở dưới vùng giá khoảng mười mười ba cái gì đó, ha thì nó phải nằm ở đâu đây ở chỗ này nè thì lúc đó mọi người sẽ có những cái trạng thái giờ à, đỡ rủi ro hơn khi là mọi người đuổi 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 trên này nè và khi nghe người ta khen nhiều quá bảo đảm nhà đầu tư nhảy vô nhảy vô xong giờ nó không tăng nó không tăng mà nó giảm á lại là giờ bán cắt lỗ thì đó chính là hai cổ phiếu nhóm ngân hàng sau câu chuyện của MBB à, chia sẻ với mọi người trong vip nè rồi buổi đó như vậy là gì cập nhật rất là kịp thời ví dụ ngày hôm qua nó phát sinh điểm mua chuẩn đó nhỉ? là mình sẽ tiếp tục nhắn với mọi người liền và canh đo đông đếm nha ví dụ câu chuyện của cổ phiếu Helda Beco này ngày hôm qua tạo ra một cái điểm mua chuẩn và ngày hôm nay cũng có một số cổ phiếu tạo ra điểm mua chuẩn đó là những cổ phiếu nào ok thì uh, như đầu video thì thấy ngồi chia sẻ là giờ có ma san bùng nổ này nha Tạo điểm mua tiếp theo của cổ, của cổ phiếu này Trong một cái phiên giờ red cẳng chéo nha Trong group vip thì mình đã nhắc được mua sớm và sau này nó sẽ Bây giờ nó lại đạt thêm điều kiện tiếp tục á Thì chúng ta sẽ canh mua tiếp theo thôi mọi người nhá Đối với những nhà đầu tư mà mới vào group vip trong giai đoạn tới nha Thì mình sẽ tiếp tục tìm ra điểm mua này cho mọi người nữa nè Ok Khá là đẹp uh, FPT ngày hôm nay bùng nổ nhưng mà nó không phải là tạo ra điểm mua Mà thật sự là giờ phải theo dõi thêm À, ai có cổ phiếu này thật sự là người ta nắm giữ rồi chờ người ta chốt lại thôi có ạ ha à, khả năng kỳ vọng thì à, à, giờ khi mà nó đánh nó vượt qua vùng giá khoảng 137 thì nó sẽ có một cái nhịp giờ à, và bây giờ nó vượt đỉnh luôn rồi các dạ. và trong cái giai đoạn mà vượt đỉnh này thì nó sẽ rất là dễ giống như câu chuyện của Lộc Phát banh tức là nó sẽ xây dựng một cái cụm nến ở quanh vùng đỉnh một thời gian và lúc đó thì mọi người mới theo dõi thêm tới là giờ nó tăng tiếp hay là nó giảm nha còn cái cách mua mà là giờ nếu mà trường hợp mua trẻ lắm đi chăng nữa thì thật sự nha ngày hôm nay á nó chỉ đâu đó là quanh quanh những vùng giá như là à, 137 138 thì nó lại ok chứ thật sự là càng xa càng cao á, thì nó hơi khó à, EVF rồi à, những cổ phiếu bùng nổ trong ngày hôm nay là như Nam Từ Liêm ngày hôm nay cũng nổ vol cái gì nè ha Nam Từ Liêm ngày hôm nay cũng nổ vol à, khả năng cao thì giờ à, ông này ông đang vượt qua đường MA 50 không có cái nhịp tết lại thì để im theo dõi thêm cái gì nha có khả năng là trong những phiên tới nhá, nó vẫn có gì hành động giờ À, đi ngang tích lũy một thời gian chỗ này nữa nào. à, ban à, ban cmg đây đây là cổ phiếu về của nhóm công nghệ ngày hôm nay nó hưởng ứng theo cái, cái 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 câu chuyện của fpt à, tăng giá vượt đỉnh thì có hai cổ phiếu công nghệ mà các anh chị có thể là canh mua được và nó đã tạo ra một cái điểm xác nhận tăng giá à, à, xác nhận đấy à, quan trọng nhất là mọi người mua giá nào thôi Đúng không ạ mà đó thì mình sẽ canh giá tốt và chia sẻ cho mọi người À, bây giờ thì nếu mà trường hợp nó về lại vùng giá khoảng 55 mọi người không mua nha Nhưng mà trong sắp đây sắp tới thì có những cái nhịp mà rung đắp, chỉnh lại thì mọi người có thể là canh mua cổ phiếu này Vì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh ha Và lúc trước nó tăng và sau này sau một cái nhịp tăng nó chỉnh một thời gian mà bây giờ giờ đang nỗ lực tạo ra một cái nền tảng cái gì này. đó Một cái nền tảng giá mới nè ha ok nha Và khi mà sắp tới nó vượt qua được cái vùng này này đó, nó sẽ đi lên một cái nhịp nữa Bây giờ nó sẽ về lại vùng giá khoảng 60 Thì các thể có thể là canh mua cổ phiếu này thứ hai là trong ngày hôm nay là có câu chuyện của LC cũng là câu chuyện của giờ công nghệ cái gì nha và nó hưởng ứng theo cái ông ông FPT thì những cổ phiếu này thật sự là thanh khoản nó thấp cho nên là mọi người mua thì mọi người cũng phải chú ý một tí trọng một tí xíu nha Mình nghĩ là giờ nó vượt qua vùng giá khoảng 25 này thì khả năng cao nó sẽ về là vùng giá khoảng 26.55 thì những nhà đầu tư chưa mua thì canh cổ phiếu này mua được nhá Ok CTB không TCO, rồi ELC, Z1 TV Trong ngày hôm nay thì mình thấy đâu đó là giờ chỉ có một vài cổ phiếu đẹp như là Masan, rồi CMG, ELC cổ phiếu công nghệ nè Còn FPT thì những nhà đầu tư người ta có người ta tiếp tục nắm giữ vì cái cổ phiếu này đang có xu hướng vượt đỉnh nha Còn lại thật sự là giờ nhóm chứng khoán thì theo thấy thấy nha, trong giai đoạn này mọi người nên chờ Ví dụ như câu chuyện của MBS này có gì nào Nó giảm với một cái volume lớn như thế này và kích hoạt một cái đà bán Thì thật sự là giờ có nó tăng lên đi nữa thì nó cũng sẽ chạm vào những vùng lực cung như thế này Và quan trọng của Thái mô là giờ chờ để xem từ cái hành động nó phản ứng như thế nào Nếu mà trường hợp nhá Nó có những vùng giá như là Thật sự chúng ta không đó là nó... Mình chờ một cái cụm nến tín hiệu chỗ này nè Đưa mà Và lúc đó chúng ta mới biết là nó chỉnh ở đâu thì nếu mà trường hợp có hoảng loạn thì mình sẽ nhắc với mọi người là canh mua cổ phiếu này còn không có hoảng loạn thì nó phải có một cái hiện tượng gì đây chia sẻ kiến thức trong phim rất là kỹ nè để mọi người không bị phô mô muốn mua mới thì như thế nào như thế nào này ha và những vùng giá chỉnh nào hoặc là có một cái cụm nến nó xuất hiện một cái điểm mua tín hiệu mua chuẩn đó thì mình sẽ nhắc với mọi người ok còn bây giờ thì tạm thời là tập trung qua câu chuyện của kênh dòng ngân hàng mua nó rồi và những cổ phiếu riêng lẻ nó tạo điểm mua liên tục gần đây nhất là chúng ta thấy câu chuyện của HAH cũng tạo ra điểm mua và ok các anh chị chưa mua được thì, thì sắp tới nha nó có những cái điểm mà vòng vòng hướng xuống thì mình sẽ nhắc cho anh chị mua giá rất là đẹp nha và chúng ta đang kỳ vọng một cái nhịp đánh lên của nó à, một cái nhịp tạo ra một cái mẫu hình cốc tay cầm à, ok à, tiếp theo là gì Đa bê Cô có gì nữa Rõ ràng những cổ phiếu này mình nghĩ nó ổn chứ không phải là không à, rồi đó là những cổ phiếu tạo ra điểm mua trong thời gian gần đây nhất nha. rồi à, CTA, tuyến dưới đánh lên nè Nói chung trong thời điểm hiện tại mình thấy là giờ nó có xu hướng là giờ đánh vào nhóm cổ phiếu à, vn30 là cổ phiếu trụ ngân hàng sau đó bắt đầu là giờ dòng chứng khoán và dòng bất động sản hiện tại thật sự nha Nó là giai đoạn giờ, dòng bất động sản á, thì khả năng cao đó nhỉ nó sẽ phải chừng lại đà tăng và nó chờ nó chờ nó chờ báo cáo tài chính nha còn dòng chứng khoán thì mình nghĩ nó sẽ còn à, thêm những cái rung lắc nhất thời nhất định nữa nha À, dòng tiền vẫn đang vào những cổ phiếu riêng lẻ và nó có câu chuyện riêng của nó à, đó là câu chuyện của nhóm giờ nếu ngân hàng rồi nhóm chứng khoán rồi ok bất động sản thì mình cũng chia sẻ rồi thời gian này giờ, à, chỉ là thật sự là à, nó sẽ đi ngang các giờ không thích hợp cho việc mọi người là à, mua mà mọi người mọi người tìm một cái nhóm ngành tăng mạnh trong thời gian hiện tại thì chưa khi nào nó có những tín hiệu mà tăng trở lại thì chúng ta mới enter nha còn giai đoạn hiện tại giờ vẫn đang tích lũy thôi thép À, thép thì lúc này thì chúng ta rõ ràng là thấy hòa phát nó mạnh hơn nhưng mà mình có chia sẻ rồi cái điểm mua chuẩn không phải là đi điểm mua là nhau trên trên này cái gì nè ok à, đúng ạ nếu mà trường hợp nó nhúng xuống thì mọi người ai mà có tiền lớn thì mọi người canh mua thì được chứ không phải là lên vùng giá khoảng 27 mấy gần 28 mọi người nhảy vô mua là chết nó chỉ cần nó đạp về dưới vùng giá khoảng 27 đó là lại hoãn hoãn xong bán bán xong là giờ tăng ha hoa sen nam kim thì rõ ràng là giờ nó không có khỏe bằng cho nên mình không có nhắc cái câu chuyện này ha À, trong nhóm này thì chú ý VGS, VGS hiện tại thực ra thì giờ nó cũng đang quanh quanh những cái vùng giá như là gì à? À, tích lũy các anh chị nha. À, nếu mà trường hợp à, ấy thì mình vẫn thấy giờ câu chuyện của Hòa Phát. Rồi, dầu khí, dầu khí thì trong một vài phiên gần đây là BSR, mình vẫn đánh giá là giờ nếu mà trường hợp à, mua thì rõ ràng là trong một vài phiên gần đây khi nó chưa chia của, đúng không Thì mọi người mua quanh đâu đó là vùng giá đây các anh chị nào. BSR nha thì nó vẫn đang đóng nến được trên vùng à, ma 20 ok. Hy vọng nó sẽ có một cái nhịp giờ à, giữ giá chỗ này và nó rất lên. Còn nếu mà trường hợp nó red xuống thì chúng ta sẽ bán ngay vùng hòa vốn rất là đẹp ha. Còn BVD, BVD thật sự nhiều anh chị muốn hỏi mình thì rõ ràng nếu mà mua thì quanh quanh những vùng giá là giờ gần 27 đến giờ không nên là đuổi giá quá cao. À, nhóm tiếp theo mình thấy là giờ à, ngày hôm nay thì có một cái cổ phiếu à, giờ cũng cũng dễ nổ đó là câu gì của Đức Giang câu chuyện của Đức Giang có gì nha à, Tuy nhiên là do thì trong một cái ngày mà nó có một cái biến động cũng dễ đánh lên nhưng mà bị nước ngoài là kìm hạp kìm đúng rồi kìm hãm trở lại cái gì thôi mà bị bán khoảng hơn gần 30 tỷ nha cho nên nó làm cho câu chuyện của thị trường không có cái cổ phiếu này nó không nhức, không dứt khoát lắm à, nhưng mà về động thái thì mình vẫn đang thấy về nó đang nằm ở quanh quanh vùng giá khoảng uh, trên đường ma 20 thì như vậy nếu mà trường hợp nhà đầu tư muốn canh mua thì rõ ràng các gì có thể là canh mua gần này và các gì phải cắt lỗi giờ quanh vùng giá khoảng 110 12 thủng đó có gì bán là ok ha và dự định gì kỳ vọng nó sẽ lên một cái nhịp về lại đâu đó là vùng giá như 125 130 ha. Ok tiếp theo có gì nè à, những cổ phiếu này thì mình đánh giá là giờ nó nó sẽ có những cái cái dòng tiền nhất định của nó và cái cái cái, cái, cái tâm lý ấy. Ok nha rồi đó là những cái video những cái gì cái chia sẻ trong video này và anh chị nào thật sự là giờ À, muốn vào rất vip thì chủ động nhắn tin Zalo số điện thoại để bên dưới màn hình nha. Nhà, sắp tới thì mình nghĩ là gì cái cơ hội này nó sẽ rất là nhiều. Vì sao? À, vì bản chất là mình đang thấy dòng tiền nó vào những cổ phiếu lớn quá khỏe. Và Vines hiện tại các anh nhỉ. Và hiện tại thì giờ nó tạo ra một cái gap này thì mình rất là mong nha. Trong quá trình tăng lên nó đừng có tạo ra những gap hở như thế này nó lắp lại gap nha thì nó lại đi lên bền vững hơn. À, hỗ trợ hiện tại của Vines lúc này thì khả năng cao nó sẽ đánh trong một cái vùng đó là một à, hỗ trợ gần nhất là 1275 và nó sẽ giao dịch trong một cái biên như thế này các anh chị nào ok ha à, à, lúc đó thì chúng ta sẽ thấy đặt cược và hiện tại cái, cái, cái kèo đang nghiêng về cái kịch bản là gì tăng hơn là giảm nha vì sao vì nó vẫn đang giữ được cái xu hướng trên tăng này các anh chị nào ok rồi thì đây là video mà mình chia sẻ ngắn qua những cái gì những cái câu chuyện cổ phiếu các anh chị có thể là canh mua nhá masan nè, đẹp nè, da bê cô nè, rõ ràng nó có những cổ phiếu tạo ra điểm mua được anh chị ạ, h a nè, đấy CMG e, LC rất là đẹp như CMG ngày hôm nay nè. Đúng không ạ? Hoặc là Hòa Phát nè. Đó. Hoặc là những cổ phiếu như dòng ngân hàng như MBB như vậy là giờ cơ hội rất là nhiều và mình sẽ tìm ra những điểm mua chuẩn rất là đẹp cho cho anh chị nha. À, còn mọi người bây giờ nắm thì mình nghĩ là giờ vẫn nên tiếp tục là hành động nắm giữ cổ phiếu theo dõi thêm. Và bởi vì khi mà thị trường nó tăng giá bây giờ mọi người có một cái vùng giá tốt ha và cái cái tâm lý mọi người khỏe thì mọi người sẽ rất là dễ thành công trong thị trường này. Rồi, xin chào hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.